Hello anh chị em thân mến, video hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh chị em chúng ta về một dự án Play to Earn với công nghệ Metaverse, và đặc biệt đó là ứng dụng cả cái thực tế ảo vào trong game. Đó là mình sẽ giới thiệu anh chị, hướng dẫn anh chị em chúng ta thực hiện Airdrop để nhận được những cái token miễn phí của cái dự án này nhé. Ok, và chúng ta bắt đầu nhé. Thì cái game này có tên là Mật Master đó. Thì đây là cái game đầu tiên về ứng dụng cái Merge Game trên blockchain. Và đây cái sản phẩm chính đó là game Play to Earn nhé, và cái tên là Merge Master. Thế đây là cái trò chơi blockchain 3D và giúp chúng ta có thể là kiếm được token thông qua cái lối chơi khéo léo của mình đó. Và đây cũng là một cái game đầu tiên đưa công nghệ thực tế ảo AR vào game, và bạn có thể trở thành một phần của Merge Master Metaverse bằng cách là sở hữu mô hình 3D của một cái maker, và bạn có thể bằng cách là chụp ảnh với maker của mình ở mọi nơi trong cuộc sống thực đó. Thì đây là cái nhân vật thì có bảy chủng tộc, và mỗi chủng tộc thì có những trang bị riêng và khả năng đặc biệt đó. Thì chủng tiếp theo, ok, về đội ngũ team phát triển. Master và cái token ký hiệu là Make đó, theo chuẩn phát hành mạng ban đầu là ERC20 và sẽ chạy trên các cái mạng như là Polygon, BSC và Polkadot thông qua qua cái PolkaFoundry đó, và tổng cung sẽ là 650 triệu token. Phần tiếp theo là mình sẽ giới thiệu bạn đến chương trình Airdrop đặc biệt với 13 triệu token, đó là sẽ phân bổ cho top 1.000 người có cái điểm cao nhất, và mỗi người sẽ nhận là 300 token mất. Ok, đó thì sau khi bạn đã vào đây, bạn click lại vào chỗ đây, ở liên kết email này. Bạn click vào chỗ chơi nào nhé. Ở đây thì chương trình này sẽ cái chương trình Airdrop sẽ diễn ra 3 ngày, sẽ còn 3 ngày nữa kết thúc. Hôm nay ngày 22 và sẽ kết thúc vào ngày 26 nhé, 26 tháng 9. Ok đúng rồi. Đó thì bạn sẽ làm cái bước như sau. Đó là bạn thực hiện hết các cái nhiệm vụ này. Mỗi một ngày sẽ có một nhiệm vụ thì bạn sẽ hoàn thành hết từng ngày một, để bạn cộng số điểm lên, và chương trình sẽ tặng cho 100 người có cái điểm cao nhất đó. Thì chúng ta 1.000 người là nhé. Thì bạn nào một lúc là bạn sẽ đạt cái điểm điểm tối đa trong đây là bạn sẽ nằm trong top 1.000 người thôi, rất là dễ thôi. Đây chúng ta bắt đầu thực hiện nhé. Đó thì nhiệm vụ đầu tiên đây là daily đó, daily đó, thì chúng ta sẽ click vào đây này. Ngày 21 này, ngày 20 này, chúng ta click vào đây. Begin bắt đầu này. Click vào đây trước này. Đầu tiên là chúng ta sẽ hoàn thành nhé.